bóng nóng tốt nhất của Nhật Bản phải là 3 dòng suối sở hữu chất lượng bóng nóng, sở hữu độ pH nhiệt độ tương đương với 3 dòng suối bóng nóng tốt nhất của Nhật Bản và được thiết kế may đo. Đây là 3 tổ hợp để được thiết kế may đo. Để chỉnh liều những vấn đề về sắc đẹp, chỉnh liều những vấn đề về sắc đẹp và sức khỏe của cư dân, chúng ta có đó là 3 tổ hợp. Một tổ hợp chúng ta sẽ rất giàu kali và bica carbonate để chúng ta trị liệu các vấn đề đó, chứng xương khớp, chứng huyết áp và chứng mất ngủ của người già. Chúng ta sẽ có một tổ hợp giàu lưu huỳnh và giàu các khoáng chất để làm đẹp da, thì phục vụ cho quá trình làm đẹp. Và chúng ta có đó là một hồ khoáng chất rất giàu pro kali và magie để giải quyết các vấn đề về cơ, đau nhức cơ và tim mạch. Đó, chúng ta sẽ chia ra là 3 tổ hợp bóng nóng nhiệt, 3 tổ hợp bóng nóng nhiệt. Và 3 tổ hợp bóng nóng này có hàm lượng khoáng chất, nghĩa là ngoài các khoáng chất vượt trội đó ra thì các khoáng chất kia chúng ta vẫn biết một cách hoàn hảo. Với độ pH được gọi là độ pH trung tính. Độ pH chúng ta có độ pH từ 1 cho đến 4 được gọi là độ pH của từng từ, được gọi là suối bóng nóng axit. Chúng ta có độ pH từ 9 cho đến 14 thì được gọi là độ pH của bazơ, nghĩa là suối bóng nóng có tính nghiệm. Còn suối bóng nóng của chúng ta là suối bóng nóng trung tính, có độ pH dao động từ 6 đến 8. Độ pH dao động từ 6 đến 8. Độ pH của họ lựa vào, họ đo lường dựa vào cái gì? Dựa vào nồng độ của ion H cộng và O trừ, nồng độ của ion H cộng và O H trừ. Và chúng ta có đó chất lượng hoàn hảo này, chất lượng hoàn hảo này sẽ được duy trì lâu dài và ổn định theo thời gian. Và điều đặc biệt của chúng ta nữa là gì? Điều đặc biệt nữa của chúng ta, đây là tổ hợp khoáng nóng đầu tiên của Việt Nam. Đưa được công nghệ ion khoáng chất và đưa được ion âm vào trong khoáng chất. Thế nào là ion âm? Trước khi trả lời tất cả các anh chị về thế nào là ion âm, thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào là ion dương. Chúng ta sử dụng điện thoại quá nhiều, chúng ta sử dụng máy tính quá nhiều, chúng ta hút thuốc, chúng ta khói thải của xe cộ ra, không khí bị ô nhiễm thì nó sẽ có rất nhiều các ion dương. Các ion dương này nó sẽ tác động đến cơ thể như thế nào? Nó làm lão hóa cơ thể của chúng ta, nó gây ra bệnh tật cho cơ thể của chúng ta, nó tạo ra bệnh ung thư cho cơ thể của chúng ta. Ngược lại, khi mà các anh chị chúng ta đi dưới biển, đi trên bờ biển, khi mà chúng ta ngồi dưới một rừng trúc, khi mà chúng ta đi dưới một rừng thông của Đà Lạt, khi mà chúng ta ngồi dưới một thác nước, thì cảm giác mà các anh chị có ở đây là gì? Cảm giác của chúng ta đây là một cảm giác rất tươi mới, rất khỏe khoắn. Vì sao chúng ta cảm giác đó rất tươi mới và rất khỏe khoắn? Vì trong rừng thông, trong rừng trúc, trong những khu rừng, trong bãi biển dưới thác nước có rất nhiều các ion âm. Các ion âm là những khoáng chất ion, là những chất ion mà có thể chuyển tiêu được những ion dương có hại trong cơ thể. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Nó có thể làm trẻ hóa cơ thể và chống chọi lại bệnh tật của cơ thể. Đó là tác dụng của ion âm. Và chúng ta là tổ hợp khoáng nóng đầu tiên tại Việt Nam đưa được ion âm vào trong khoáng chất. Và chúng ta làm cách nào? Để chúng ta làm được điều đó là đưa 3 dòng suối khoáng nóng tốt nhất của Nhật Bản về đặt tại Nhật Bản. Làm cách nào để đảm bảo sự hoàn hảo trong nồng độ, nhiệt độ, độ pH của các khoáng chất trong một thời gian dài? Làm như thế nào để đưa công nghệ ion hóa khoáng chất và đưa ion âm vào trong khoáng nóng? Thì chúng ta mới sử dụng gì ạ? Chúng ta mới sử dụng một công nghệ gọi là công nghệ ion hóa khoáng chất Kankyo, được cung cấp bởi một tập đoàn, đó tập đoàn Kankyo và tập đoàn Hanuke. Là hai tập đoàn về công nghệ khoáng nóng hàng đầu tại Nhật Bản. Trước khi đi vào phân tích sâu hơn nữa về công nghệ này, thì Diệu sẽ chia sẻ một chuyện như thế này, đó là cách đây một tháng, thì EcoPath vẫn đặt ra một câu hỏi là làm như thế nào để đưa được một khoáng nóng về EcoPath. Thì chúng ta có hai option để lựa chọn. Một option đó là gì? Một option đó là chúng ta sẽ đưa khoáng nóng, chúng ta sẽ làm một đường ống dẫn, chúng ta chi 154 tỷ để chúng ta làm đường ống dẫn, làm hệ thống bơm và làm hệ thống xử lý để đưa nguồn khoáng nóng từ cách đây 5 tỷ cây số, đưa một nguồn khoáng nóng từ cách đây 5 tỷ cây số đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp phép khai thác khoáng nóng.
để đưa về hướng Bắc vào mất 154 tỷ. Nhưng một bài toán nữa được đặt ra từ ban kinh doanh và marketing của Eco Bank. Nếu như chúng ta đưa khoáng nóng tự nhiên từ cái đêm 5,4 cây số này, thì hồ khoáng nóng của chúng ta khác gì so với những hồ khoáng nóng trên thị trường. Thứ hai, khi ngồi làm việc với những chuyên gia khoáng nóng của Nhật Bản và của Liên Bang, thì có một điều mà không bao giờ các chủ đầu tư của Việt Nam đưa ra, đó là trong khoáng nóng có rất nhiều các vi khuẩn kiếm khí và tiền khí. Nếu như chúng ta không giải quyết kỹ về các vi khuẩn kiếm khí và tiền khí này, thì nó sẽ gây ra có hại cho cơ thể. Thì xử lý như nào để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn rất khó. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, nếu như cái khu vực khoáng nóng tại Văn Giang này, hoặc xa hơn là những khu vực khoáng nóng tại Kim Bôi, tại Thanh Thủy, tại Quang Hanh, ai dám chắc 10 năm nữa không có vài những nhà máy xây lên lại đâu? Ai dám chắc 10 năm nữa không có những khu dân cư mọc bên cạnh những cái mỏ khoáng nóng này? Ai dám chắc vài năm nữa không có những cánh đồng phun đầy hóa chất ven những khu nghỉ dưỡng đó? Ai dám chắc vài năm nữa không có vài cái trại nuôi gia súc xung quanh đó? Ai dám chắc những cái chất đó nó không ngấm xuống ở đâu? Nó không ngấm xuống dưới hồ khoáng chất đó. Vậy làm sao để đảm bảo được chất lượng khoáng chất trong 10 năm nữa, 20 hoặc 30 năm nữa? 20 hoặc 30 năm nữa. Làm thế nào để làm sao? Làm thế nào để đưa được cái chất lượng khoáng nóng giống như 3 khu nghỉ dưỡng khoáng nóng hàng đầu của Nhật Bản về đây? Làm sao để tạo ra được một môi trường pH và nhiệt độ ok giống như Nhật Bản? Thì Nomura và Redmond mới đưa ra một giải pháp, đó là sử dụng hồ tạo khoáng trung tâm. Sử dụng hồ tạo khoáng trung tâm. Và sau đó đó là nhập máy tạo khoáng nóng Kankyo về. Cần phải nhập, đó là với 14 hồ thì cần phải nhập 11 cái máy về. Và mỗi một cái máy sẽ có chi phí từ 38 cho đến 44 tỷ. Nghĩa là riêng tiền để nhập những cái máy, 11 cái máy này về thôi, đó là gần 500 tỷ đồng. Chưa tính đó là thiết bị điều khiển hóa tự động. Đó là chưa tính đó là làm sao làm đường ống dẫn để dẫn lên 300 căn hộ liên tục nhất. Đó là chưa kể làm sao, chưa kể đó là phải làm hồ khoáng nóng trung tâm và thiết kế các hồ khoáng nóng. Tổng mức chi phí mà chúng ta phải bỏ ra đó là hơn 30 triệu đô, hơn 600 tỷ đồng. Thì lúc này sẽ diễn ra một cái sự tranh cãi, giữa ban kinh doanh và marketing và ban đầu tư của Eco Bank. Ban đầu tư và tài chính của Eco Bank muốn khai thác khoáng nóng cách đây 50 số với tổng mức chi phí là 154 tỷ. Ban kinh doanh và marketing của Eco Bank muốn sử dụng công nghệ Kankyo với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Diệp biết rằng khi mà đưa ra cái công nghệ Kankyo này, khi mà đưa ra cái hồ khoáng nóng trung tâm này, các anh chị có thể bước đầu sẽ gặp khó khăn trong việc tư vấn cho khách hàng. Có thể ban đầu vậy, tại vì khách chúng ta phải giải thích cho khách hàng Kankyo là gì. Chất lượng khoáng nóng Kankyo vì sao hơn mọi loại khoáng nóng tự nhiên, hơn mọi số khoáng nóng tự nhiên đang có mặt tại Việt Nam. Chúng ta phải mất công chúng ta giải thích chứ. Nhưng quan điểm của chúng ta là gì? Quan điểm của chúng ta đó là chúng ta tạo ra những dòng sản phẩm có thể dẫn dắt được thị trường, những dòng sản phẩm có thể thay đổi được xu hướng của thị trường, đưa ra những thứ mà chưa chủ đầu tư nào làm được và Eco Bank làm được. Sở dĩ Eco Bank làm được là vì sao? Vì đứng sau Eco Bank là Nomura, là Nick Hen, là Đất, là Raymond, là Kankyo và là Hanoke. 4 đến 5 tập đoàn làm khoáng tốt nhất của Nhật Bản. Và một điều quan trọng đó là Diệp hay nói với các bạn nhân viên marketing của Diệp là gì? Nếu như một tập đoàn bất động sản muốn vươn lên top đầu thì hãy bán thứ mà khách hàng thích. Nhưng một tập đoàn bất động sản muốn trở thành một nhân tố dẫn dắt của thị trường thì phải đưa ra những thứ mà khách hàng không biết sản phẩm. Và khi chúng ta đưa ra rồi thì khách hàng mới biết, ồ, đây là thứ mà tao cần. Và đây là thứ mà lần đầu tiên xuất hiện của thị trường. Đơn giản chúng ta có thể thấy, vì sao mà Apple dẫn đầu thị trường? Trước khi iPhone ra mắt, thị trường không có nhu cầu về điện thoại cảm ứng. Tại vì họ biết điện thoại cảm ứng là gì đâu.
Và iPhone ra mắt đó là một thứ mà khách hàng không biết rằng họ thích, khách hàng không biết rằng họ cần. Và khi đưa ra mắt thị trường rồi, khách hàng mới thấy ồ, đây là thứ mình cần. Và khi mình đã là người tiên phong và mình đã là người dẫn đầu rồi, mình tất nhiên sẽ trở thành người dẫn dắt. Trước khi Facebook ra Facebook, mình cũng đâu có nhu cầu cần một cái mạng xã hội như Facebook. Lúc đó mình đang xài gì? Yahoo 360. Và khi mà Facebook ra, thì sao ạ? Yahoo lụi tàn. Khi mà iPhone ra, Nokia lụi tàn. Không ai có thể nghĩ một ngày đó là Nokia có thể lụi tàn. Không ai nghĩ một ngày đó là BlackBerry có thể lụi tàn. Diệp cũng không bao giờ nghĩ vậy, tại vì ngày xưa Diệp chuyên môn xài BlackBerry. Không ai nghĩ rằng Yahoo có thể lụi tàn. Và đó là cách để những nhân tố mới vượt qua những người khổng lồ và vươn lên trở thành những người khổng lồ và dẫn dắt thị trường. Thì cái cách làm sản phẩm của Impact từ năm trước, từ năm 2020 cho đến bây giờ, chúng ta đang đi theo hướng đó. Chúng ta tạo ra những thứ mà thị trường không biết rằng mình đang thích. Và khi chúng ta đưa ra thị trường mới biết, ồ, đây là thứ mà chúng ta cần. Đó là lý do vì sao năm 2020 là năm của Impact. Và chắc chắn năm nay cũng sẽ là năm của Impact. Điều đó là điều chắc chắn. Và các bạn đang đồng hành gì? Các bạn đang đồng hành của một hành trình. Một dịp gọi đó là một hành trình từ tốt đến vĩ đại của Impact. Đó là một hành trình, một dịp gọi đó là hành trình nâng tầm. Hành trình lớn lên của Impact. Và đó là cách để chúng ta sẽ dẫn dắt thị trường. Và chúng ta sẽ trở thành dẫn đầu thị trường trong khoảng 4 năm tới. 3-4 năm tới. Và con đường đi của chúng ta đang là con đường đi rất lớn như vậy. Đó. Thì Diệp nhắc lại là tổng mức đầu tư để chúng ta đưa công nghệ can yêu về. Công nghệ mang về một nguồn khoáng chất tốt hơn mọi loại khoáng tự nhiên đang có tại Việt Nam, lớn gấp hơn 4 lần so với khai thác khoáng tự nhiên tại Hương Yên, tại Văn Giang, tại Hương Yên cách đây 5,4 cây số. Và vào đầu chương trình ấy, thì Diệp đã nói với các bạn là gì? Chúng ta không bán những nguồn khoáng nóng. Chúng ta không bán một trải nghiệm tắm khoáng nóng. Mà chúng ta đang bán một gì? Chúng ta đang bán một liệu trình trị liệu bằng khoáng nóng. Bán một liệu trình trị liệu bằng khoáng nóng. Từ trước là chúng ta hình dung ra tắm khoáng nóng là như thế nào? Có hồ khoáng nóng đó, có suối khoáng nóng đó, chúng ta cởi đồ ra, chúng ta tắm trái, chúng ta xuống ngâm khoáng nóng, sau đó chúng ta đi sông hơi, sau đó chúng ta tắm trái lại và xong. Ecobag không mang đến một liệu trình, không mang đến một cái trải nghiệm tắm khoáng nóng như vậy. Chúng ta mang tới một liệu trình khoáng nóng đúng nghĩa và đúng chất. Liệu trình ở đây là gì? Tắm trái. Sau khi tắm trái xong thì chúng ta sẽ xuống hồ khoáng nóng. Thì chúng ta xuống hồ khoáng nóng không phải xuống ngay một cái hồ khoáng nóng, mà chúng ta xuống hồ khoáng nóng đầu tiên với nhiệt độ từ 30 cho đến 35 độ. Ngâm 5 phút đến 10 phút chúng ta sẽ chuyển sang hồ thứ hai có nhiệt độ từ bao nhiêu ạ? Có nhiệt độ từ 38 đến 42 độ. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc ở hồ thứ ba từ 42 cho đến 45 độ. Liệu 45 độ. Vì sao chúng ta không vào một lúc cái hồ 45 đến 45 độ? Đơn thuần một cái mọi thứ phải thích nghi từ từ. Khi mà chúng ta vào một cái đột ngột, nó sẽ gây ra sốc cho cơ thể và không tốt cho cơ thể. Nó sẽ bẻ gãy các cấu trúc của tế bào, hoàn toàn không tốt cho cơ thể. Sau khi chúng ta tắm xong hồ có nóng từ 42 cho đến 45, thậm chí 48 độ. Sau thì chúng ta vào đâu ạ? Chúng ta vào tổ hợp sông hơi nóng, sông hơi thảo mộc, sông hơi đá muối Himalaya để làm sao? Chúng ta đã có khoáng chất thấm vào người rồi. Chúng ta cần vào sông hơi để lỗ chân lông nó mở ra, mạch máu nó mở ra và khoáng chất nó dễ dàng nó thấm vào người hơn. Chất độc sẽ được bài tiết và đi tắt ra. Sau khi chúng ta ngâm xong, sau khi chúng ta sông hơi xong ở phòng sông hơi đá muối Himalaya và phòng sông hơi thảo mộc thì chúng ta sẽ đi tiếp đến bước nào? Thì sau đó chúng ta sẽ vào hồ khoáng lạnh. Vì sao mà chúng ta phải vào hồ khoáng lạnh? Hồ khoáng nóng đã làm nở da chúng ta ra, nở lỗ chân lông ra, nở mạch máu ra và đưa được khoáng chất vào đó. Sông hơi đưa được khoáng chất thảo mộc các thứ vào đó rồi, thì chúng ta phải xuống hồ khoáng lạnh để nó thu hẹp lỗ chân lông, để nó làm săn chắc da, để nó làm săn chắc da, để nó cân bằng khoáng chất trong người ta. Đó. Sau khi ngâm xong hồ khoáng lạnh rồi, thì mình lại phải vào phòng sông hơi lạnh. Phòng sông hơi lạnh, hồ khoáng lạnh của chúng ta sẽ là từ 18, 16 đến 18 độ, còn phòng sông hơi lạnh của chúng ta sẽ là từ 4 đến 6 độ.
Và sau khi vào phòng xe lạnh để cơ thể của mình nó về một trạng thái tươi mới nhất rồi thì mình mới vào đâu ạ? Mình vào tổ hợp spa để mình detox và thải độc tố ra ngoài. Detox, detox bằng khí, detox bằng quang học, detox bằng nước để đưa được các chất độc ra ngoài. Sau khi đưa được các chất độc ra ngoài xong rồi, detox xong rồi, spa xong rồi thì chúng ta mới phải làm sao ạ? Chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hoặc chúng ta sẽ ra tắm ở hồ bơi thác nước để các tia nước và các thác nước xuống mát xa cơ thể bằng nước ngọt tự nhiên. Hoặc chúng ta sẽ có một lựa chọn thứ hai, đó là chúng ta sẽ ra vườn Nhật và chúng ta ngồi thiền trên vườn yêu đăng hoặc vườn hồng ngoại. Và đến sau đó thì chúng ta mới kết thúc lộ trình. Trong khi kết thúc lộ trình, mình hoàn toàn có thể vào phòng thư giãn để thư giãn. Mình hoàn toàn có thể vào nhà hàng sushi để dùng sushi và ăn nhẹ. Thì cái mà mình đưa ra đó là một gì? Đó là một liệu trình trị liệu khoáng nóng, chứ không phải trải nghiệm tắm khoáng nóng như trên Kim Bôi, như trên Thanh Thủy, như ở Bình Châu, như ở Kim Bang. Nó là một thứ mà mình mang đến khách hàng của chúng ta ở cái đó. Thì dưới bên kia của câu chuyện thứ hai, đó là nhiều với một cái liệu trình khoáng nóng như vậy, với một cái liệu trình khoáng nóng như vậy, thì nhiều bạn biết với một thời gian mới trả lời cho mới mới chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Trước kia khi mà dự làm sản phẩm thì dự hoạch định đó là 40% căn hộ của bạn là căn hộ có khoáng nóng vào đến tận nhà. 40% nghĩa là chúng ta có 2.500 căn thì chúng ta có 40% là chúng ta có tới tận 1.000 căn khoáng nóng vào tới tận nhà. Nghĩa là tất cả các căn 3 phòng ngủ và tất cả các căn 1 tắm đều có khoáng nóng vào đến tận nhà. Sau đó cách đây khoảng 1 tháng thì Diệp cũng ngồi với 6 chuyên gia trị liệu và 4 chuyên gia của onsen hàng đầu của Nhật Bản. Và ngồi khoảng một tuần thì Diệp mới ra một cái là tắm khoáng nóng muốn tắm hiệu quả nhất phải là trải nghiệm một liệu trình trị liệu khoáng nóng giống như Diệp vừa chia sẻ. Và đó là một liệu trình được 6 chuyên gia về khoáng nóng cùng 4 chuyên gia về khoáng nóng cùng 6 bác sĩ trị liệu hàng đầu của Nhật Bản đặt ra. Muốn hấp thu hiệu quả, muốn cơ thể sạch độc, muốn cơ thể tốt cho sức khỏe tốt đẹp phải trải nghiệm trọn vẹn một liệu trình khoáng nóng đó. Còn nếu như chúng ta trải nghiệm một liệu trình khoáng nóng đó và làm khoáng nóng thì phải nằm trong những bộ khoáng nóng đẹp như tin cảnh nó. Muốn nằm trong khoáng nóng chúng ta phải thoát hết quần áo nó ra. Chúng ta nằm trong bộ khoáng nóng đó và đầu óc của chúng ta là một tâm trí trống rỗng. Một tâm trí trống rỗng. Và khi với một tâm thế trống rỗng như vậy, khi xung quanh là tự nhiên như vậy, khi xung quanh của nó là tự nhiên, là một cái coi là thác nước trí tầm, là những vườn nhật như vậy, là những chim hót như vậy, thì chúng ta mới có một cái liệu trình là hấp thu khoáng nóng tốt nhất, thải độc tốt nhất, làm đẹp tốt nhất, và làm cho cơ thể khỏe mạnh tốt nhất. Làm cho cơ thể khỏe mạnh tốt nhất. Chứ còn nếu như chúng ta nằm trong một cái bồn tắm, chúng ta xả khoáng nóng, thực sự mà chúng ta nói nó không khác gì, nó không khác gì chúng ta tắm nước ấm. Thực sự nó không khác gì cách mà chúng ta đang tắm nước ấm. Và chúng ta tắm khoáng nóng một mình như vậy mà chúng ta không ngâm qua các cái bồn theo thứ tự khác nhau, chúng ta không vào sauna, chúng ta không vào detox, chúng ta không vào các phòng sauna, không vào detox thứ, thì thực ra là nó cũng không phát huy được khả năng của liệu trình khoáng nóng, khả năng của liệu trình khoáng nóng. Và sau cái quá trình ngồi với các chuyên gia về khoáng nóng và trị liệu hàng đầu Nhật Bản thì mình mới quyết định một cái, đó là rút từ 40% căn hộ có khoáng nóng, rút từ 40% căn hộ khoáng nóng xuống còn 10% căn hộ có khoáng nóng, tức là chúng ta có khoảng 300 căn hộ có khoáng nóng. Thực ra trước kia Diệp cũng tính là Diệp sẽ lấy một căn hộ có khoáng nóng vào tới tận nhà. Nhưng sau cái quá trình ngồi làm việc với các chuyên gia về onsen và trị liệu, ra được một cái liệu trình về onsen và trị liệu đó, Diệp mới hỏi tại vì sao Diệp phải bỏ ra trên 2 tỷ đồng chỉ để Diệp trải nghiệm một cái không phải là onsen, mà chỉ đơn thuần là tắm khoáng nóng. Tắm khoáng nóng, đơn thuần là tắm khoáng nóng. Và cuối cùng Diệp lấy căn số 8 là căn không có khoáng nóng. Căn số 8 là căn không có khoáng nóng. Vậy thì nhiều bạn ấy hỏi, ô, nếu như vậy thì tại sao chủ đầu tư vẫn còn làm ra 300 căn hộ có khoáng nóng vào tới tận nhà là gì? Chúng ta phải thấy đó là sự cách biệt nhau của căn hộ không có khoáng nóng hiện tại đang là 56 triệu là giá trần. Còn căn hộ có khoáng nóng là bao nhiêu? Là hơn 70 triệu, là 80 triệu. Tức là chênh lệch giữa căn hộ không khoáng nóng và có khoáng nóng đang là 2 tỷ.
Nhưng vì sao chúng ta vẫn sinh ra những dòng sản phẩm đó làm gì? Đó là những dòng sản phẩm rất thích hợp để tạo. Đó là những dòng sản phẩm rất thích hợp để biếu. Bạn có người yêu, bạn tặng người yêu bạn một căn hộ. Căn hộ có khoáng nóng vào tới tận từng bồn, rất giá trị. Yêu nào cũng phải yêu. Bạn là nhân viên, bạn tặng sếp, bạn tặng quan chức, em tặng sếp, em tặng anh một căn hộ có khoáng nóng dẫn vào từng căn hộ. Bạn cần biếu đối tác, mình, em biếu anh một căn hộ có khoáng nóng vào tới tận từng căn hộ. Một dòng sản phẩm đó chỉ 7 tỷ, 8 tỷ thôi, nhưng nó có giá trị bằng những sản phẩm triệu đô. Nghĩa là mục tiêu của những dòng sản phẩm đó là mục tiêu của những dòng sản phẩm để đi bán, để đi tặng, để tạo mối quan hệ. Nếu như khách hàng của chúng ta không có nhu cầu đó thì chúng ta khuyên khách hàng nên mua căn hộ không có quá nóng dẫn vào từng căn hộ. Rẻ hơn, mềm hơn và trải nghiệm khoáng nóng một cách đúng nghĩa. Chứ trải nghiệm khoáng nóng một cách không đúng nghĩa nó cũng không tốt cho cơ thể đâu. Và giống như gì có chia sẻ với tất cả các anh chị đó thì chúng ta bán trải nghiệm về trị liệu khoáng nóng chứ chúng ta không bán dịch vụ tắm khoáng nóng. Nhớ dùng dịch vụ câu đó nhé. Swan Lake Evopath Novoja bán một liệu trình trị liệu khoáng nóng. Chúng tôi không bán dịch vụ tắm khoáng nóng. Các anh chị muốn có dịch vụ tắm khoáng nóng xin mở lên đâu? Lên Kim Bôi, lên Thanh Thủy, lên Kim Bang. Đừng vô đây. Mất đống tiền vô đây làm cái gì? Rồi, chúng ta sở hữu chuỗi tiện ích trị liệu khoáng nóng quy mô nhất của miền Bắc. Đầu tiên chúng ta có gì? Chúng ta có đó là 14 hồ khoáng nóng và khoáng lạnh với tổng quy mô là 2.400 m². Miền Bắc không có chỗ nào mà có tổ hợp khoáng nóng 2.400 m². Ngoài cái này ra chúng ta còn có gì ạ? Giống như Dịp nói, chúng ta phải đi theo một liệu trình tắm khoáng nóng sau phải vào sau đây. Đầu tiên chúng ta có xông hơi la lị là xông hơi theo phong cách của thủy điện. Tiếp theo đó là chúng ta có phòng xông hơi lạnh lớn nhất của Việt Nam. Giống như Diệp nói với tất cả các anh chị, xông hơi lạnh sẽ có tác dụng gì? Giúp khoáng chất ngấm sâu vào cơ thể hơn, da se lại hơn, da đẹp hơn và mịn màng hơn, cơ thể tươi mới hơn. Hồ khoáng lạnh thì sẽ có nhiệt độ là từ 16 đến 18 độ C, phòng xông hơi lạnh sẽ có nhiệt độ từ 4 cho đến 8 độ C. Ngooài ra chúng ta còn có phòng xông hơi